quá cơ động và cặp đôi của bên phía Flatwood sẽ không thể bắt được, nhưng đang có một pha di chuyển đẹp đến từ Rick và xuất hiện hành trạng tốt. Có ý chỉ xin lỗi các bạn, có sốc điện trên người của Rick và anh ta đủ sát thương để hạ gục Bruce trong tình huống vừa rồi ở đường trên. Trong lúc chúng ta mãi nhìn đường giữa, đã có một pha băng trụ đúng như dự đoán khi mà chúng ta thấy Cookie của cặp đôi Isera cũng như Cookie họ đang bắt vào vị trí đó, vị trí của Tipper ăn thua thành công đến từ vị trí của Cookie và bị đóng đại điện chấn đá được một người ra. Tuyên thì Redstone vẫn đang càn cực kỳ mạnh. Olaf bật cho mình chiêu cuối và anh ta lấy được một mạng dành cho Evoth, và có vẻ như những khởi đầu đang tỏ ra khá sáng. Và bên phía Bruce bị đu vào đến từ vị trí của Rick và tiếp tục nằm xuống lần thứ hai trong bàn đấu này. Có vẻ là nằm vào lý trước rồi, nó khiến cho thời gian hồi chiêu của những chiêu khác của bạn khá là ngắn để pha tranh cướp hàng sư giả khe nước. Và Rakan bắt đầu đau lời hất tung được hai người, trừng phạt thành công đến từ Cookie. Quay ngược lại để đánh là các thành viên đến từ Evoth hay chả không, chỉ là giọng đại đi chấm đi bỏ chạy mà thôi. Isidan bắt đầu đuổi theo Katasan, ta bực thân cá sấu của mình làm cho anh thành công và dứt điểm thành công sau đó của Evoth. Hai điểm phải gục dành cho bên phía của Flatwood cộng của chúng ta, nhưng đây là một pha lao vào từ vị trí của Rick và người anh ta bắt được đó là vị trí của Demon. Demon sử dụng chiêu của mình thoát ra một chỗ khá là an toàn, Demon van đớt tốc biến đuổi theo và xạ thủ của Flatwood bị bắt một cách quá đơn giản. Đi theo anh ta sẽ là người chơi đi rừng. Bên phía Evoth họ triển khai con Rakan này thực sự là hết nước chấm trong cái ván đấu này. Cái việc nó lên đầu như này nó cũng chịu quá tốt, nhưng pha lao lên đến từ Tipper, anh ta bắt được hai người khổng lồ hóa hất tung hai người lên hất luôn một lần nữa. Demon đang vẫn còn hơi khả năng sống sót nhưng anh ta không sống được quá lâu. Ngay lập tức Katasa tốc biến thẳng vào mặt anh ta và giết đi. Nhận ra rồi, thế nhưng đang bị chặn đầu lại bởi G4 và bên phía Evoth cũng bỏ Baron từ tình huống này không. Còn 3500 máu bên kia thì Tipper một cái đại điện chấm giữ được cả đội lực ở đây, một pha hất tung cực kỳ đẹp đến từ vị trí của Rakan. Và như vậy là Baron nằm lại cho Evoth rồi và họ trả lên cực kỳ mạnh mẽ. Có vẻ như đã vỡ trận rồi. Bút bật đồng hồ cát đứng giữa đầy người phương, anh ta cũng không có quá nhiều sát thương nữa. Và Tipper nó pha combo cực kỳ đẹp mắt, lấy đi cái mạng cuối cùng. Và bây giờ thì bên phía Evoth họ có bùa lợi Baron. Nhìn máu thôi. Và sau đó, ui đây là một tình huống băng trụ đến từ bên phía của Evoth không hề ngại luôn. Và Isera là người bị dính hồn gió, anh ta ngay lập tức nằm xuống rồi. Tipper vẫn đang một mình zone được 4 người ở phía bên kia. Không, đó là vị trí của Rick. Rick với một con Rakan lên nửa phép này thì cái lớp giáp tạo ra từ chiều 3 của anh ta cũng là khá nhiều. Nhưng mà G4 lao thẳng vào nhà đối phương, hất tung lên một lần nữa và Bruce tiếp tục nằm xuống. Con bài Diana đang tỏ ra rất không hiệu quả trong bàn đấu này. Và bây giờ Evoth tràn vào nhà cũng là đơn giản thôi. Và ngay lập tức vừa nói xong thì bên Tipper lại tiếp tục lao giữa đội hình solo. Rick đi theo anh ta, một cái cặp đôi quấy rối. Và bây giờ người bị hôn gió lại đó là vị trí của Lulu ngay lập tức để bốc hơi. Và Evoth sử dụng một cái cặp đôi lao vào quá mạnh mẽ khiến cho bên phía Flatwood không còn chỗ nào để lui nữa, và đó là chiến thắng khá nhẹ nhàng dành cho đại diện đến từ Thái Lan. Cookie chậm một giây nữa thôi, có lẽ là anh ta đấm thẳng muốn Tipper nhưng sử dụng chiêu cuối có cả Polymorph đến từ Lulu và Tipper. Sau một pha quá tự tin sẽ phải trả giá khi mà anh ta phải nằm xuống rồi, cái trụ này có lẽ cũng sẽ đi theo thôi. Tuy nhiên Demon không biết và anh ta ngay lập tức ăn một đống CC vào mồm. Và bây giờ là một pha phản gánh 2 đánh 3 đến từ vị trí của Evoth, có cả Bruce ở đằng sau nữa, xuống tả xung hữu luôn vào vị trí đó là G4 sử dụng cái phi hồ đập mặt vào tường. Tuy nhiên thì ở phía bên kia các sát thương đang được xả sát thương khá nhiều và nguồn sát thương của Flatwood đã hết rồi. Isera đang cố gắng dây chết và các sát thương sử dụng cho mình đó là bản năng sát thủ lao vào giữa đầy người phương. Liệu có cái quadra kill cho anh ta này không đây? Không đủ sát thương dành cho các sư từng trong tình huống vừa rồi, và nó cũng là một tình huống bắt tớ và Demon. Những Demon nếu như solo thì anh ta chắc chắn sẽ không sợ, bật luôn cho mình đó thời khắc cuối cùng lên bắn thẳng vào người Vanus. Vanus bị đu theo bởi vì không thể chạy được trong tình huống này. Tuy nhiên lượng sát thương dứt điểm nó lại đến từ Bruce sau và 0-3 thì bây giờ anh ta đã là 3-0 rồi. Lấy lại trong pha trao đổi đó, thậm chí là bây giờ họ đang là đội dũng mạnh hơn để lao ngược trở lại ra hàng đầu. Một tình huống đại địa chấn rất đẹp, ngay lập tức người trên đường bên phía Lockwood bốc hơi. Katasan đang được xả sát thương, anh ta vẫn đang bắn khá thoải mái. Khổng lồ hóa được sử dụng để cho Demon anh ta có thể bỏ chạy thành công, nhưng đuổi theo đến từ Saru, đến từ bên phía Evoth. Quyết định này có vẻ là sai không? Double kill dành cho Katasan, rồng đã được ăn dành cho bên phía của Evoth hay chăng? Vẫn chưa ăn rồng, họ không có đủ đấy. Và đặc biệt cái thậm chí là con Saya, con Rakan phía bên kia cũng có rất nhiều sắc web và lao lên cực kỳ dũng mạnh đến từ Tipper. Ta giữ chân được ba người bên phía bên kia và bắt đầu Rakan lao lên, một người bắt lại, hai người bắt lại. Demon đang có khổng lồ hóa, anh ta chưa dám bắn. Bây giờ anh ta tìm được góc bắn, đối phương tặng anh ta thêm một cái tổ hậu thương nữa, anh ta bị giữ chân lại và anh ta nằm xuống quá nhanh. Double kill dành cho Katasan và Vander tiếp tục đuổi theo một người khác, đó sẽ là Rush. Rush đang bị đá quá rét và anh ta không chịu nổi. Đường Baron cũng như vậy, đó là những lực lính rất to. Và bên phía Flatwood đang đánh dựa theo những thứ này, tôi chắc chắn là như vậy, họ đang cò quay. Nhưng bây giờ là các thành viên của Evoth bắt đầu lao lên tiến trước. Rick là người lao lên trước, bắt được một người, đó là Rus. Bên phía bên kia Isra phải cô độc hoàn toàn và ta bị bốc hơi quá nhanh. Van Dirt và hung gió rất đẹp bắt đến từ G4, nó chạm nhẹ vào người của Kỳ. Cookie có hậu hóa, ta vẫn còn sống được, hất tung thêm một người, đó là Rick. Và anh ta giúp cho đội mình có một địa hạ gục. Nhưng Demon đang bắt đầu lên tiếng, nhưng bắt đầu lên tiếng thì hung gió cây thẳng vào mặt anh ta và anh ta vẫn kịp để giết điểm thêm một người nữa. Triple kill dành cho Demon. Ba đường giữa từ trước đó rồi thì bây giờ chỉ còn bào nốt hai cánh còn lại thì họ không có.
pha lao lên cực kỳ đẹp của Rick một lần nữa. Và Rick không kịp ú ớ gì cả. Đúng một động tác duy nhất đến từ Rick bốc hơi hoàn toàn người chơi giữa bên phía Black Wolf. Và họ bay vào bắt con Veibu này quá đơn giản với hai cái lồng của họ. Tipper đóng một lồng, sau đó ngay lập tức Vander đóng thêm cái lồng nữa. Và Demon không chạy đâu được cả. Chiến thắng đã có dành cho Evolve 2-0 dành cho Bạch Hổ đến từ Thái Lan. Và có vẻ như bình luận viên Minh Tân sẽ tiếp tục được kỳ thị con Vên này khi mà trong giao tranh cuối đó cùng Demon bị đá đúng một cái đến từ Live Fanpage Liên minh Hình thái Thúc Chiến Esports và những subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Thúc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.